Moises Caicedo là cái tên trăm cù đã gia nhập Chelsea mùa hè vừa qua và nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ hợp cùng Enzo Fernandez tạo thành bộ đôi tiền vệ xuất sắc. Nhưng cho tới nay, nó đã không thể xảy ra. Còn Liverpool, đội bóng mà Caicedo đã từ chối lại đang đua vô địch. Có lẽ lựa chọn của Caicedo đã là một lựa chọn sai lầm. Một ngày trước khi Liverpool gặp Chelsea vào đầu mùa giải, có tin tiền vệ Moises Caicedo của Brighton đã từ chối đội bóng vùng Merseyside để đến với The Blue. Jamie Redknapp choáng váng khi nghe tin và nói rằng: "Rõ ràng là tôi rất thiên vị trong chuyện này," cựu tiền vệ Liverpool nói trên Sky Sports vào ngày 13 tháng 8. "Điều này thật đáng kinh ngạc đối với tôi. Thông thường, Liverpool sẽ luôn luôn giành chiến thắng trong các phi vụ như thế này. Tôi nhận được sự hấp dẫn của Chelsea. Đó là một câu lạc bộ lớn. Họ đã giành được rất nhiều thứ trong năm qua. Nhưng tôi nghĩ về lịch sử của các câu lạc bộ, tôi rất ngạc nhiên. Tôi chỉ nghĩ điều đó là không thể tránh khỏi. Tôi thức dậy với tư cách là một người hâm mộ Liverpool. Rất hạnh phúc với điều đó. Tôi nghĩ anh ấy sẽ trông thật tuyệt trong bộ áo đấu màu đỏ đó. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là bạn hợp đồng hoàn hảo cho Liverpool." Không chỉ thế, sau khi xác nhận việc Caicedo chuyển đến Stamford Bridge với mức giá kỷ lục 115 triệu bảng Anh, Liverpool đáp lại bằng cách chuyển sự chú ý trở lại Romeo Lavia, ngôi sao mới của Southampton mà họ đã theo đuổi suốt mùa hè dài. Tuy nhiên, cuối cùng anh ấy cũng chuyển đến tay London một lần nữa. Chỉ trong vòng 4 ngày, Liverpool đã đánh mất hai mục tiêu chuyển nhượng vào tay Chelsea. Biểu tượng của Anfield, Jamie Carragher, gọi đó là một trò đùa. Và không có gì ngạc nhiên khi người hâm mộ đối thủ xếp hàng để chế nhạo đội bóng. Tất nhiên, họ không còn cười được nữa. Liverpool không chỉ đang vươn lên dẫn đầu Premier League khi bước vào trận lượt về vào thứ tư với Chelsea tại Anfield. Họ còn vui mừng vì việc bỏ lỡ Caicedo và Lavia đã chứng tỏ một điều may mắn khi những cái tên kể trên đều không thể hiện được từ khi gia nhập đội bóng thành London. Huấn luyện viên Klopp thậm chí còn châm biếm vào tháng trước: "Chúng tôi đã gặp một vài điều kỳ lạ xảy ra ở trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè. Nhưng bây giờ tôi có thể nói, Chúa ơi, chúng ta đã có may mắn không nhỉ? Thành thật mà nói, chúng tôi không biết điều đó vào lúc này và cảm giác đó cũng không phải là như vậy vào lúc này. Nhưng tôi thật sự hạnh phúc khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi đã có cảm giác cực kỳ tốt trước khi chúng tôi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải với những người mà chúng tôi đã có, Alexis McAllister và Dominic Szoboszlai. Nhưng rõ ràng là chúng tôi nhận ra rằng các tiền vệ phòng ngự trung tâm khác không muốn tham gia Liverpool. Nhưng sau đó tôi đã tìm thấy Wataru Endo, một cầu thủ xuất sắc, và chúng tôi cũng có cơ hội để mang về Ryan Gravenberch." Khi nhìn vào màn trình diễn của những ngôi sao trẻ như Caicedo tại Chelsea, có thể hiểu vì sao huấn luyện viên Klopp lại phát biểu như vậy. Niềm vui sướng của Klopp chắc chắn là điều dễ hiểu. Cuộc đại tu hàng tiền vệ vào mùa hè năm ngoái đã diễn ra tốt hơn bất kỳ ai có thể dự kiến. Có thể có bằng chứng cho thấy với Fabinho và Jordan Henderson ở mùa giải trước đã sa sút phong độ rất nhiều. Nhưng việc chứng kiến cả hai đã tới Ả Rập Saudi trong cùng một mùa hè đã dẫn đến những lo ngại có thể hiểu được rằng Liverpool sẽ gặp khó khăn nếu không có hai thủ lĩnh quan trọng như vậy. Đặc biệt khi người ta cho rằng James Milner, một cầu thủ kiên cường và là người mang tiêu chuẩn lớn khác của club, đã rời đến Brighton. Tuy nhiên, với việc ký hợp đồng với McAllister, Szoboszlai, Endo và Gravenberch, Liverpool đã bổ sung thêm năng lượng, tính linh hoạt và khả năng ghi bàn rất cần thiết cho hàng tiền vệ của họ. Nhìn sang Chelsea, sự khác biệt là rất ít cầu thủ thi đấu xuất sắc như kỳ vọng và màn trình diễn tệ hại của Caicedo rõ ràng đang thu hút rất nhiều sự chú ý với mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Như cựu tiền vệ Chelsea Gareth Bale đã chỉ ra, cầu thủ người Ecuador thực sự trông giống như một cầu thủ trị giá 100 triệu bảng ở mùa giải trước. Màn trình diễn của anh ở đội Brighton của Roberto De Zerbi rất năng động. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể chứng tỏ được bản thân có giá trị gần với con số đó trong mùa giải này. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino tin rằng những lời chỉ trích mà Caicedo đưa ra là không đáng có, đồng thời cho rằng có những yếu tố giảm nhẹ trong màn trình diễn kém cỏi của anh. "Tôi nghĩ đó là một quá trình," huấn luyện viên người Argentina nói với các phóng viên vào tháng 12. Sự cám dỗ của việc phân tích và so sánh một cầu thủ từ mùa giải này sang mùa giải khác khi điều đó không công bằng. Đó là một môi trường khác, thời điểm khác, tình hình hiện tại như thế nào? Anh ấy đến khi chúng tôi đang chơi các trận ở Premier League, chưa có giai đoạn chuẩn bị trước cho mùa giải. Đó là một tình huống đầy cảm xúc đã xảy ra với cậu ấy. Với sự giúp đỡ của club, Coutinho và Elliot cũng đã nâng tầm số trận đấu của họ trong mùa giải này. Trong khi các cầu thủ trẻ James McConnell và Bobby Clark đều có vẻ có khả năng tạo nên những khoảnh khắc ở Anfield. Khi người ta cũng cân nhắc rằng cả Stephen Bacetic và Thiago Alcantara đều dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào tháng tới. Liverpool đột nhiên có nhiều sự lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm, mà nếu họ cố gắng săn Caicedo trong mùa hè với giá hơn 100 triệu, có lẽ là điều không cần thiết. Caicedo chắc chắn không yêu cầu được đặt vào giữa một cuộc giằng co chuyển nhượng trong mùa hè năm ngoái với giá trị cao.
Anh cũng khẳng định lý do anh chọn Chelsea thay vì Liverpool là vì The Blue đã theo đuổi anh trong suốt mùa hè, trong khi Liverpool chỉ đến khá muộn. Emmanuel Betis là một trong những người đầu tiên bác bỏ lập luận đó, cho rằng cả Caicedo và Lavia, những người chỉ ra sân một lần trong mùa giải này vì chấn thương, đều gia nhập Chelsea chỉ vì lý do tài chính. Tiền có ý nghĩa đối với các câu lạc bộ và các cầu thủ. Cựu tiền vệ của The Blue nói, nếu tôi là Caicedo, tôi sẽ ký hợp đồng với Liverpool vì tôi sẽ tái hợp với Mark Allister và tôi sẽ thi đấu với ít áp lực hơn vì rất nhiều tiền vệ của họ đã rời câu lạc bộ. Tôi sẽ tới Liverpool thay vì Chelsea vì tôi không thấy kế hoạch rõ ràng cho những gì đang diễn ra ở Chelsea. Thật khó để không đồng ý với khẳng định rằng Caicedo sẽ chơi ở Anfield tốt hơn rất nhiều so với Stamford Bridge, nơi có nhiều thương vụ với số tiền lớn đang gặp khó khăn. Cậu ấy lẽ ra sẽ được đưa thẳng vào đội hình Liverpool, với sự chuyển đổi chắc chắn được hỗ trợ bởi sự quen thuộc khi chơi bên cạnh Mark Allister, người sẽ được tự do đảm nhận vai trò thông thường, cao hơn một chút. Đúng như vậy, đội bóng của huấn luyện viên Klopp đang hồi sinh và thách thức 4 danh hiệu với phòng động cơ hoàn hảo mới của họ. Trong khi cầu thủ 22 tuổi này đang gặp khó khăn trong một đội bóng giữa bảng, không tạo được tác động tương tự trong mùa giải này như Endo. Quan trọng hơn nhiều, Mark Allister, người đến Merseyside với mức phí bằng 1/3 Caicedo, đã thực sự phát triển thành vai trò tiền vệ phòng ngự đối với anh ấy vào đầu mùa giải. Thật vậy, nhà vô địch World Cup không chỉ tạo ra nhiều cơ hội ở Premier League mùa này hơn Caicedo, người vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo cho Chelsea. Anh ấy còn thực hiện nhiều pha đánh chặn hơn, 20 so với 14, và giành được nhiều quyền kiểm soát bóng hơn đồng đội của mình, 103 so với 90. Cần nhấn mạnh rằng Caicedo không phải là thảm họa đối với Chelsea, đã có những khoảnh khắc thể hiện phong độ tốt nhất. Vẫn còn nhiều thời gian để phát huy tiềm năng của mình tại Stamford Bridge. Rốt cuộc, cậu ấy là một trong những người ký hợp đồng 8 năm với Trustpoli. Caicedo đã chơi trong nhiều vai trò khác nhau dưới quyền của Pochettino, bởi vì cho đến lúc này họ chưa thể tạo ra được một kết cấu và lối chơi ổn định. Khi thì ta nhìn thấy Caicedo chơi trong vai trò tiền vệ trung tâm chuyên đánh chặn, khi thì ta lại thấy cầu thủ Nam Mỹ được kéo lên chơi cao hơn, lúc thì lại trở thành người phân phối bóng cho các tuyến tấn công, một nhiệm vụ anh chưa bao giờ làm. Những thử nghiệm này còn bởi huấn luyện viên Pochettino không có được những quân bài tốt nhất của mình trên sân bởi nhiều lý do, trong đó có chấn thương. Và tất nhiên, nó ảnh hưởng đến vai trò và nhiệm vụ của Caicedo. Anh không có một người đá cặp ổn định và vai trò rõ ràng. Đó là một vấn đề đáng chú ý, nhưng bản thân tiền vệ này cũng tỏ ra bất ổn với những đường truyền của mình khi phải đóng vai trò liên kết lối chơi. Áp lực từ cái giá tiền chuyển nhượng quá lớn cũng khiến cho anh gặp vấn đề tâm lý. Những ánh đèn sân khấu, những chiếc camera sẽ hoạt động hết công suất chỉ để soi xét từng pha bóng, từng cử chỉ, liệu anh có mắc lỗi hay không. Áp lực tâm lý có thể ảnh hưởng đến mọi cầu thủ và đặc biệt khi chơi cho một đội bóng đang tái thiết. Chưa định hướng thì nó lại càng nặng nề hơn nếu như so với việc chọn về Liverpool, một đội bóng đã có lối chơi ổn định và anh có vai trò rõ ràng. Tuy nhiên, bước sang trận đấu vừa rồi trên sân Anfield, rõ ràng Klopp không còn chút tiếc nuối nào về sự quyết định chọn Chelsea thay vì Liverpool của Caicedo. Caicedo có thể thực sự nói như vậy không? Chắc là không, khi Chelsea liên tục thi đấu bết bát, còn Liverpool vẫn ở ngôi đầu bảng, bất chấp việc vừa để thua Arsenal 3-1 tại Emirates. Tất nhiên, nếu có Caicedo, Liverpool có thể tạo ra nhiều hơn là Mark Allister chơi thấp. Nhưng với Caicedo, lựa chọn anh đã thực hiện khó khăn hơn bội phần.